Chiều ngày 17 tháng 8, một vụ cháy lớn xảy ra bên trong di tích Quốc Tử Giám, Triều Nguyễn ở Huế. Nơi đây hiện đang được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế sử dụng làm nơi trưng bày hiện vật. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế cho biết, lửa bên trong khu nhà tự học cổ kính nằm phía tay phải khu nhà Di Luân Đường bùng lên vào khoảng 14 giờ 30 phút. Do đây là khu di tích có dấu hiệu xuống cấp, gặp thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Theo ông Lộc, có thể nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều 6 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 1 giờ dập lửa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do hệ thống mái, keo chịu lực của dãy nhà làm bằng gỗ bị lửa thiêu cháy, khiến một phần mái khu nhà tự học của di tích này bị sụp xuống. Được biết, di tích Quốc Tử Giám cùng với hệ thống di tích Cung đình Triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1993. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.